Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 năm mạng. Đàn ông Kỷ Hợi là người sáng dạ, nắm bắt vấn đề nhanh nhạy, tháo vát. Những người tuổi này thì dễ ăn uống và không kén chọn, cùng với đó là họ có một cơ thể khỏe mạnh. Tính cách của những người tuổi Hợi luôn luôn ôn hòa, lương thiện và có khả năng thương lượng, mềm mại, nên dễ làm giàu, no đủ, an nhàn vào tuổi trung niên. Để rõ hơn về cuộc đời của những người nam mệnh tuổi này qua từng khía cạnh, thì mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và phân tích ngay sau đây. Gia chủ nam mạng Kỷ Hợi sinh năm 1959, có cung mệnh thuộc cung Khôn, Trực Đinh, mạng Bình Địa Mộc, cây mọc đất bằng, khắc Sa Trung Kim, con nhà Thanh Đế Phú Quý, xưng con heo, tướng tinh con gấu, Phật Bà Quan Âm độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm về tử vi cuộc đời Kỷ Hợi sinh năm 1959 năm mạng thông qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, mạng Bình Địa Mộc, cây trên đất bằng, đông xuân cũng thuận ai bằng, hay mùa thuận số, có ăn thanh nhàn, số này có nạn vào thân, gian truân lắm độ, phong trần lắm khi, tha hương lập nghiệp xứ xa, trở về vận cuối làm ra có tiền, vợ chồng trắc trở nhiều phen, nếu không thì cũng lòng dòng đôi ba. Kỷ Hợi có số hiền lương, thấy ai ngọt dịu thì thương giúp liền, số tuổi tu niệm ăn chay, lòng ở nhân đức, có ngày làm nên. Tổng quan, công danh sự nghiệp của đàn ông Kỷ Hợi rộng mở sáng lạn, cuộc đời gặp nhiều may mắn, vợ chồng chung sống hạnh phúc, tiền vận có chút phiền muộn, sang đến trung vận và hậu vận mới được thảnh thơi hưởng phúc. Những người này có số hưởng thọ từ 71 đến 80 tuổi, những ai lương thiện tu tâm tích đức thì tuổi thọ sẽ được gia tăng. Ngoài ra bản mệnh đang trong một giai đoạn lục thập, nhi nhĩ thuận, cần phải hết sức chú ý về sức khỏe, kẻo đổ bệnh, đau ốm thiệt thân. Chưa kể năm nay hạn tam kheo xuất hiện khiến nam mệnh sinh năm 1959 dễ mắc các bệnh liên quan đến tay chân và xương khớp, do đó cần phải cẩn trọng trong việc đi đứng, di chuyển. Thêm vào đó, hãy sử dụng thêm pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh để chiêu cầu sức khỏe, bình an cho mình. Vật phẩm mang ý nghĩa Phật pháp to lớn, được chế tác từ bạc S9999, trước mặt là biểu tượng của Bát Bảo của nhà Phật, mặt sau khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm này bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho mọi việc suôn sẻ thuận buồm, sức khỏe an khang, có vận hạn đau ốm sẽ được giảm nhẹ, tai qua, nạn khỏi. Hơn nữa, vật phẩm cũng được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng trước khi đến tay của gia chủ, nên sẽ phát huy công năng tốt nhất, giúp sở cầu mong muốn của gia chủ ứng nghiệm thành công. Tình duyên, nhân duyên của nam mạng Kỷ Hợi được chia thành 3 trường hợp như sau. Những ai được sinh vào các tháng 5, 7 và 11 âm lịch sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong tình duyên mới đến được với hạnh phúc. Những người sinh vào các tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 âm lịch thì may mắn hơn vì số lần thay đổi trong chuyện tình duyên sẽ là 2. Những người may mắn nhất không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào nhưng vẫn được sống hạnh phúc đến cuối đời. Cùng với ý trung nhân, đó chính là những người sinh vào các tháng 2, 9 và 10 âm lịch. Gia đạo công danh, nam mạng Kỷ Hợi được quý nhân phù trợ trong chuyện công danh sự nghiệp, công danh địa vị chỉ đạt ở mức bình thường. Nếu rời xa gia đình thì cuộc sống của những người này thường bị xáo trộn bất ngờ. Sự nghiệp vững chãi vào năm 31 tuổi, tài lộc dồi dào vào trung vận và hậu vận, tuổi hợp làm ăn. Những người nam giới Kỷ Hợi nên chọn các tuổi Kỷ Hợi, Canh Tý và Nhâm Dần để cộng tác hay hùn hạp kinh doanh sẽ gặp được nhiều thuận lợi, mưu sự ắt thành. Lựa chọn vợ chồng. Những người nam mạng tuổi Kỷ Hợi nên lựa chọn các tuổi Kỷ Hợi, Canh Tý, Nhâm Dần và Bính Ngọ để kết duyên sẽ có được hạnh phúc và thành công nhất trong cuộc sống của mình. Nếu kết duyên với các tuổi Giáp Thìn, Mậu Tuất, Ất Mùi thì cuộc sống của bạn chỉ tốt đẹp về mặt tình cảm, còn tài vận sự nghiệp sẽ gặp khó khăn trở ngại. Còn nếu nên duyên vợ chồng với hai tuổi Tân Sửu và Đinh Mùi thì hai bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều mới có được cuộc sống ấm êm vì những tuổi này không hợp với bạn cả về đường tình duyên lẫn tài lộc. Vào các năm xung khắc trong đường tình duyên 19, 25, 31, 37, 43, 46 và 55 tuổi, bạn không nên kết hôn sẽ tránh được những khó khăn trở ngại không đáng có trong cuộc sống và hôn nhân. Tuổi Đại Kỵ, nam mạng Kỷ Hợi không nên kết duyên hay cộng tác với các tuổi xung khắc Quý Mão, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Ất Mão, Đinh Dậu và Bính Thân, Tân Mão. Nếu kết hợp với các tuổi này sẽ gặp nhiều thất bại, tình duyên chịu nhiều cay đắng, giang dở, xa cách triền miên. Nếu muốn nên duyên vợ chồng với những người tuổi này thì không nên cưới hỏi rầm rộ, chỉ làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ tránh được tai ương.
Nếu trong gia đình có người tuổi đại kỵ kể trên thì nên lập lễ cúng sao dài hạn hàng năm cho mỗi người để giảm bớt xung kỵ. Năm khó khăn nhất, những năm đại hạn của Nam Mạng, Kỷ Hợi sinh năm 1959 là 21 tuổi, 27 tuổi và 33 tuổi. Vào những năm này, cần phải cẩn thận trong mọi việc sẽ tránh được xui xẻo. Những ý tưởng mới hay là những dự định lớn không nên thực hiện vào những năm này, nếu không sẽ cũng hao công và tốn của. Ngoài ra những năm nêu trên, năm nay bản mệnh 63 tuổi tức là 64 tuổi mụ, gặp phải hạn La Hầu chiếu mệnh, đây là hung tinh chủ về khẩu thiệt thị phi, nghĩa là liên quan đến lời ăn tiếng nói, dễ phạm miệng, gặp điều tiếng, tranh chấp liên quan đến công quyền. Chưa kể, người bị sau này chiếu mệnh còn dễ hao tài, tốn của, đa sầu đa cảm, rước bệnh vào người. Lời khuyên cho mệnh chủ là nên tu tâm, dưỡng tính, tránh khinh suất, một điều nhịn, chín điều lành. Ngoài ra có thể đeo những đồ trang sức có ba con giáp thuộc tam hợp sẽ giúp hóa nguy thành an, thu hút người tốt và tài vận cát lành đến với mình. Quý vị gia chủ có thể tham khảo vòng tam hợp quý thần bộ tuổi Hợi Mão Mùi để chiêu cầu quý nhân, hóa giải thị phi, hòa hợp các mối quan hệ. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với ba viên mã não đỏ khắc hình ba linh vật Hợi, Mão, Mùi mang năng lượng hội tụ, hộ thân, trợ lực, hiệu quả cho thân chủ. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long Hợi, Mão, Mùi cũng cần được phải hướng dẫn khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng theo từng tuổi để có thể phát huy được công năng tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, thời điểm hoàng đạo cho năm mạng Kỷ Hợi xuất hành chính là giờ lẻ, ngày lẻ và tháng chẵn. Xuất hành vào thời điểm này, mọi việc sẽ được suôn sẻ, may mắn, mưu sự ắt thành, đại cát, đại lợi, diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, năm 20 tuổi, công danh và tình cảm có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển, nhiều rắc rối trong cuộc sống xảy đến với bạn vào năm 21 tuổi. Cẩn thận trong hợp tác làm ăn, năm 23 tuổi và năm 24 tuổi, chuyện tình cảm rạn nứt, có nhiều phiền muộn, tránh xuất hành đi xa. Năm 25 tuổi, năm này được tốt, gặp nhiều may mắn hay đẹp. Từ năm 26 đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi và năm 27 tuổi, hai năm này phát tài phát lộc trên con đường công danh và sự nghiệp cũng như chuyện tình cảm. Năm 28 tuổi và năm 29 tuổi, mọi việc ở mức bình thường nhưng chuyện tình cảm nhận được nhiều hay đẹp hạnh phúc, có hạn nhỏ vào tháng 4 và năm 30 tuổi. Những tháng còn lại công việc thuận lợi. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, công danh sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi vào năm 31 và 32 tuổi, năm 33 tuổi và năm 34 tuổi, tài lộc dồi dào, tình cảm viên mãn, nhưng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, có đại hạn vào tháng 4 và tháng 7, năm 35 tuổi khó tránh được hao tiền tốn của. Từ năm 36 đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi có nhiều chuyện phải lo nghĩ, tính toán, năm 37 tuổi và năm 38 tuổi, cuộc sống tốt đẹp, nhưng kỵ xuất hành đi xa, thận trọng trong việc đi lại kẻo gặp nạn tai. Năm 39 tuổi và năm 40 tuổi, thời gian này không có điều gì quan trọng xảy ra. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi, tiền tài phát đạt, tình cảm suôn sẻ. Năm 42 và 43 tuổi, hai năm này khá xấu, cẩn thận có đại hạn, cố gắng nhẫn nhịn, sẽ tránh được tai bay vạ gió. Năm 44 tuổi và năm 45 tuổi, tài lộc hưng thịnh, chỉ cần tránh xuất hành đi xa. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, năm 46 tuổi, chú ý giữ gìn sức khỏe, kẻo ốm đau, bệnh tật liên miên, tiền tài hao tổn. Những năm còn lại không có biến động nào lớn xảy ra, nhưng vẫn cần phải chú ý vấn đề sức khỏe. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, mọi sự đều tốt đẹp vào những năm này, nhưng cần tránh thực hiện những dự định lớn hay xuất hành đi xa thì không thu được kết quả, lại hao công tốn của. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, mọi thứ dường như lắng lại vào khoảng thời gian này, tránh hao phí tiền của vào các việc không đâu, nhưng lại rước họa vào thân, sức khỏe suy yếu trông thấy. Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ về tử vi chọn đời tuổi Hợi sinh năm 1959 năm mạng trên đây sẽ là nguồn tư liệu hữu ích đối với tất cả quý vị. Vạn sự trên đời đều không thể nói một cách tuyệt đối chính xác 100%, cho nên là những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ chỉ mang tính chiêm nghiệm. Số phận còn lại thì phụ thuộc rất nhiều vào đức năng và tâm tính của mỗi người. Chúc tất cả quý vị chúng ta luôn khỏe mạnh, an lạc và hanh thông.